Cảm ơn này. Có kiếp sau ấy, nhất định tôi sẽ lại cưới bà. Ôi giời. Ông bảo sao các cụ nói là con chăm cha không bằng bà chăm ông. Mà ông Bảo ơi, đợt tới chúng tôi tổ chức đi dã ngoại đấy, ông cố gắng đi với chúng tôi nhá. Vâng, ơn trời mà cho khỏe ấy, không ngờ úng vật ra một cái thì cùng các bà cho tôi đi nhá. Nhất trí, ông phải khỏe đi với chúng tôi chứ. Vâng. Thôi tôi xin phép ông bà tôi về nhá. Vâng, bà về. Bà Mai ơi, hôm nào bà hẹn với mọi người là chúng mình gặp gỡ nhau để còn bàn bạc cái việc đi nhá. Vâng ạ. Tôi về ông bà nhá. Vâng, bà về nhá. Bà Trúc bà ấy cứ nhanh thoăn thoắt đấy, trả bù cho tôi chậm như con rùa. Nhưng mà tôi cứ thích rùa. Thôi đi. Thế bây giờ ông có ăn thêm cái gì không để tôi còn nấu? Bà nấu gì thì tôi ăn đấy. Mà tránh được, còn phải nghĩ đến cái Phương. Mẹ ơi, họ cắt hết tử cung của con rồi. Cái Phương làm sao mà nó có em được nữa mẹ. Còn phải thế may là người ta phát hiện, xử lý sớm. Nếu không thì cái u quái ác ấy mà lớn thì hậu quả không biết thế nào. Chồng mà không đẻ được nữa thì tao có chết quách thì cho xong. Nhìn đi con, nhìn đi. Dù con có định làm gì hay nghĩ bất cứ điều gì thì người đầu tiên con nghĩ đến là con của con. Nếu con có làm sao thì con sẽ sống thế nào? Mẹ ơi! Mẹ đây! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thương con lắm. Ơi, mẹ đây. Mẹ về đến nhà lâu chưa ạ? Mà bây giờ mẹ đừng đi xe máy buổi tối nữa nhá, nguy hiểm lắm. Mẹ chỉ đi loanh quanh thôi, mà cũng đi chậm, con đừng có lo. Mẹ ơi, chuyện anh Khang lúc nãy con hỏi ấy, không có gì đâu ạ. Con có giấu gì mẹ không đấy? Con có bao giờ giấu được gì đâu ạ. Mẹ ngủ sớm đi nhá. Ừ. À, con đừng có khắc nghiệt với cái Phương quá. Con phải gần gũi, đừng để mẹ con xa cách nhau. Vâng ạ, con biết rồi ạ. Con chào mẹ. Em đừng bắt người khác phải theo ý của em nữa. Vào hỏi con Phương xem
xem nó có chịu sự áp đặt của em không. Nhất là cái cách em nhồi nhét kiến thức vào đầu nó ấy, không hay đâu. Anh đừng có lôi con ra để ngụy biện cho những cái sai trái của anh. Anh có dám nói với em, ngày hôm nay anh không làm gì khuất tất không? Anh đã quá mệt mỏi vì công việc rồi, em nói ít thôi. Chào anh ạ. Anh Hoài cứ yên tâm, từ hôm nay em sẽ đảm nhiệm hồ sơ của anh, không cần phải thông qua chị Linh nữa. Thông tin của anh em đã gửi hết qua mail rồi, anh có thể xem và kiểm tra lại. Nếu mà có gì thắc mắc, anh cứ gọi điện, em sẽ hỗ trợ trực tiếp. Em cảm ơn anh. Sao cứ hết lần này tới lần khác cô cướp khách hàng của tôi thế hả? Cô không thể tự tìm kiếm, tự khai thác để lấy tệp khách hàng cho mình mà lại ngồi để cướp công của người khác à? Thông tin của khách hàng không độc quyền sở hữu của riêng ai. Ai tiếp cận được, chăm sóc tốt thì khách hàng thuộc về người đó. Cô tiếp cận bằng thủ đoạn và bằng vốn. À mà thôi, cô đi với tôi. À, chị làm em đau quá. Chị lôi kéo gì đấy, đau em quá. Vào phòng sếp nói chuyện cùng với tôi để xem là sếp có dung túng cho cái hành động của cô hay không. Đi. Đang giờ làm việc, cãi cọ nhau cái gì đấy? Chị à, cô ta lấy thông tin khách hàng VIP của em để lôi kéo ạ. Chị đổ oan cho em. Thông tin của khách hàng là dữ liệu để khai thác chung. Ai tiếp cận được, chăm sóc tốt thì khách hàng thuộc về người đó. Làm không được lại đi đổ vấy cho người khác. Nếu mà em không đeo bám sát sẵn sạt thì có khi mấy khách hàng VIP lại đã chạy sang ngân hàng khác rồi ạ. Đúng rồi, giữ được khách tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Nhưng mà cùng là đồng nghiệp với nhau, khách hàng người ta đã take care trước rồi thì mình tìm khách hàng khác. Tự tin vào khả năng của mình đi, sao phải tranh giành nhau làm gì. Nếu mà cô không có gì khuất tất ấy, cô đi cùng với tôi vào phòng sếp nói chuyện. Đi. Em xin phép chị. Em xin lỗi, biết sếp trăm công nghìn việc mà bọn em vẫn quấy quả thế này. Nhưng mà tại